Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tập 7, tập tiếp theo của tiểu thuyết Cõi Mê của cố tác giả Triệu Xuân. Lịch sinh hoạt làm việc của Phương Nam rất chuẩn và cô tuân thủ nghiêm ngặt. Trong ngày, thời gian thư giãn tuyệt vời nhất của cô bắt đầu từ 5 giờ sáng. Cô thức dậy, đánh răng rửa mặt, chải tóc rồi búi đầu theo kiểu truyền thống của phụ nữ Nam Bộ mà má Lịch dạy cô. Chụp lên đầu chiếc nón trắng hiệu Puma, mặc quần áo thể thao, mang giày Nike, xuống đường. Cụ Nguyễn đã ở dưới đường chờ cháu gái Diệu. Hai ông cháu đi bộ ra bến Bạch Đằng tập thể dục và ngắm mặt trời lên tại vườn hoa Bạch Đằng, đối diện với bảo tàng Tôn Đức Thắng. Vườn hoa lúc này toàn những người tập thể dục, trong đó có nhiều người bạn già của cụ Nguyễn. Phương Nam tập với ông nội, hoặc hai ông cháu ngồi trò chuyện với nhau. Đúng 5 giờ 45 thì cô chào ông đi bộ nhanh về câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ dành cho phái nữ phía cột cờ thủ ngữ. Tại đây cô tập đúng nửa giờ các bài aerobic trong tiếng nhạc sôi động trẻ trung. Đến khi bộ đồ thể thao đẫm mồ hôi, cô về nhà ngâm mình trong bồn nước nóng. 6 giờ rưỡi cô ăn sáng cùng ba má và ông nội. 7 giờ cô lên phòng làm việc của mình đọc báo, truy cập internet và dịch sách. 9 giờ cô đi dạy. Chiều cô lên lớp từ 3 giờ đến 7 giờ. Tối ăn uống xong, cô lại cùng ông nội đi dạo ở công viên Bạch Đằng, cũng có khi ở Tao Đàn hoặc công viên trước Dinh Thống Nhất. Nhưng chủ yếu ở Bạch Đằng, đón gió sông Sài Gòn mát lành. 21 giờ, cô tắt TV hoặc Internet để dịch sách. Sau 2 tiếng đồng hồ, cô đi ngủ, ngày nào cũng vậy. Biết sống một cách khoa học, thì sẽ có cơ thể đẹp và tinh thần trong sáng hưng phấn. Cô đã làm đúng như những điều học được từ sách vở Đông Tây Kim Cổ. Tiền công dạy học 6 giờ mỗi ngày đủ cho cô góp một phần nhỏ cho má đi chợ và cô chi dùng. Lần đầu tiên cô đưa tiền chợ, bà Lịch không nhận, nhưng cô nói hoài má phải cầm. Cô biết tài chính trong nhà eo hẹp rồi, sau mấy cú chạy trọt lo lót cho thằng Thăng, tiền để dành hết sạch, đã phải bán ngôi nhà trên đường 3 tháng 2 lấy tiền lo cho thằng Thăng ra tù sớm, còn một phần gửi ngân hàng lấy tiền lãi đi chợ. Lương hưu của ba cô và tiền chế độ chính sách má cô được nhận, chả đáng là gì so với thời buổi vật giá leo thang vèo vèo. Khi thành lập công ty thương mại, du lịch xây dựng và địa ốc mang tên Sài Gòn, Hùng Tâm lên hương từng ngày. Tâm còn trẻ, tránh sao khỏi có khi hơi vênh vác với đám bạn bè, nhưng chưa bao giờ tỏ vẻ ta đây với Phương Nam. Tuy thế, Tâm không thích nhờ vả một chút gì, mặc dù Tâm biết bác ba của mình rất có uy. Nay, Tâm thấy mình cần huy động sức mạnh tổng hợp của dòng họ gia đình. Tâm muốn nhờ bác ba và chị Nam làm tư vấn, nhưng sĩ chưa biết nên bắt đầu như thế nào. Hay là nhờ ông nội bắt đầu? Không, chưa đến mức ấy. Dẫu sao cùng một thế hệ, nói chuyện với nhau đã hơn là nhờ các cụ. Xưa nay Tâm không phải là loại người quen núp bóng dựa hơi các cụ. Nghĩ mãi Tâm quyết định đánh vào bà chị trước. Sáng đó Tâm không chạy dọc đường Nguyễn Du ra Tao Đàn rồi về nhà thờ Đức Bà ngắm người đẹp như mọi khi, mà anh chạy thẳng ra vườn hoa Bạch Đằng. 10 phút sau, ông nội và Phương Nam mới ra. Ba ông cháu trò chuyện tíu tít. Nhân lúc ông nội bước ra chỗ thảm cỏ tập bài quyền, Tâm nói nhỏ với Phương Nam. Em có chuyện muốn nói riêng với chị. Sáng nay cho em mời chị Nam đi ăn phở bà kê được chứ? Nhân tiện khoe cái Toyota Land Cruiser 2 cầu em mới nhập từ Nhật về. Trời đất, hôm nay liệu có sóng thần hay giông bão không mà tôi được đại gia Sài Gòn mời ăn sáng. Nam chiều mến nhìn đứa em trai con chú ruột lớn hơn mình 4 tuổi nhưng chỉ cao ngang tầm cô. Người vạm vỡ, mặt vuông cằm bạnh, đôi mắt có đuôi. Rất giống mắt ông nội và mắt ba cô, giọng nói trầm ấm, tự tin. Tâm biết Nam trêu chọc mình. Em đang lao vào một dự án lớn, nhưng lại hơi trờn chị ạ. Em muốn bác trai và chị, nhất là chị tư vấn cho. Tâm ơi, hỏi chị về chuyện kinh doanh thì ta đừng hỏi mất công. Chị thì biết gì về buôn bán làm ăn, để chị nói với ba chị giúp em. Chị khiêm nhường mà nói như vậy, chứ chị đi đây đi đó nhiều. Chị từng dịch mấy cuốn sách dạy làm giàu, làm doanh nhân. Rồi bạn bè học trò của chị là doanh nhân nhiều. Sự hiểu biết, ý tưởng mới là quan trọng chứ. Em đang cần những cái đầu hiểu biết. À, vậy thì lại là chuyện khác. Ok, chị sẵn sàng, nhưng mà ý tưởng thì phải trả thù lao bộn bạc nha. Phương Nam cười giòn tan, hồn nhiên giữa vườn hoa trong buổi sớm mai. Mặt trời vừa nhô lên qua ngọn dừa bên kia sông Sài Gòn, hồng tươi và rực rỡ. Gió từ mặt sông mang hơi nước mát lạnh mơn man người con gái xinh tươi đang thanh thản trong lòng. Hẹn hò mãi, 3 ngày sau Phương Nam mới đi ăn sáng trên chiếc xe mới cáu cạnh của Tâm. Phở bò bà kê đúng là danh mất hư truyền, trong nhà ai cũng biết Tâm sành ăn. Nhưng nghe Tâm nói chuyện, Nam mới nhận ra từ chú em mình không chỉ là sự sành ăn thuần túy mà là niềm đam mê, say mê văn hóa ẩm thực. Tâm cho Nam một lô địa chỉ những nhà hàng quán ăn nổi tiếng,
Rồi, trong khi hai chị em ngồi uống cà phê giữa thửa vườn nhỏ, yên tĩnh, thuộc căn nhà gỗ cổ trên đường Mạc Đĩnh Chi, Nam hỏi Tâm. Tâm đang dồn vốn cho khu biệt thự ven sông. Dạ, nếu xây cùng lúc 30 cái thì em phải vay nhà băng chị ạ. Em đã bán hết những khu đất và nhà ở lẻ tẻ rồi vẫn không đủ. Chắc chắn không phải lo đầu ra chứ. Lo héo ruột chị ơi, nhu cầu nhà cho tôi hiện nay mới là cao thiệt, nhưng cạnh tranh dữ lắm mà, ai cũng cá cực sành sành xanh vốn liếng vào cái vụ này, lỡ ra ế thì chỉ có nước tự giận. Quy luật của nền kinh tế thị trường là cạnh tranh, càng cạnh tranh dữ, ai thắng càng thắng đậm. Thế nhưng phải thật sự tài năng, phải có đầu óc, mình không có thực tế, chỉ đọc được từ những cuốn sách viết về kinh tế Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Ở đó các doanh gia, họ tư duy khác hẳn ở ta, những tỷ phú hàng đầu của tam giác kinh tế Mỹ, châu Âu, Nhật Bản thường xuất thân nghèo khó, nhưng nhờ có đầu óc, họ thành đạt mong lẹ. Bill Gates là một điển hình. Em cũng suy nghĩ tính toán dữ lắm, bạc tóc hết trơn rồi chị ơi. Kinh doanh bất động sản như Tâm thì chắc ăn rồi, nhưng phải có biến động mới lo xuất đất xuất nhà. Nếu không có đột biến thì bất động sản sẽ đóng băng, chôn vốn. Tâm có bao giờ suy nghĩ đến việc kinh doanh nguồn nhân lực chứ? Tâm nhìn chị đăm đăm, nghe hỏi vậy trợn mắt cười. Chị bảo sao? Lao động nước mình rẻ như bèo, thất nghiệp đầy đường. Không, là mình nói tới lao động có nghề, có kỹ năng cao, lao động mà nước ngoài đang thiếu kìa. À, cái đó, quả thì em cũng chưa nghĩ tới. Ở nhiều nước, nguồn ngoại tệ do xuất khẩu lao động thu được rất lớn. Nhưng đó chủ yếu mới là lao động phổ thông, lao động ít hàm lượng tri thức. Nền kinh tế thế kỷ 21 là nền kinh tế tri thức. Muốn đáp ứng được nhu cầu của thế kỷ 21 về lao động, thì ngay từ bây giờ phải đặt thành quốc sách đào tạo các lao động có kỹ năng cao. Ôi, chị ơi, đó là chuyện của mấy ông nhà nước, mình là tư nhân mà. Không nên tư duy theo cách đó Tâm mà, tư duy hết xưa rồi. Nước mình nghèo vì lối tư duy cổ điển lỗi thời ấy. Làm sao mà có đột phá, làm sao đi tắt đánh đầu thiên hạ cho được. Nam nhìn em trai, nhận ra chú em đỏ mặt vì mắc cỡ. Kệ, đã nói thì nói cho hết ý. Tâm được đào tạo căn bản kia mà. Gia đình ta có truyền thống học hành căn bản và sáng tạo kia mà. Vậy thì hãy nâng mình lên vị thế mới để sẵn sàng bước vô thiên niên kỷ mới. Hãy tư duy theo hướng là cái gì người ta làm được rồi, ta không nhào vô cho phí sức. Còn lăn xả vào thì cũng lẹt đẹt sau đuôi họ. Còn cái gì họ chưa làm kịp ta làm, phải tiên phong, phải là người nghĩ và làm ra sản phẩm mới. Hai chị em nói chuyện với nhau đến gần trưa mới dứt. Những điều Nam nói, mãi về sau này khi mà cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực tác động vào Việt Nam, Tâm mới thấy thấm đòn. Anh ân hận vì không kịp thời điều chỉnh tư duy và hành động theo gợi ý của người chị trẻ quá thông minh và xinh đẹp. Mãi đến năm 94, Nguyễn Ngọc Bắc mới quyết định cắm chốt ở Sài Gòn. Lúc này trong tài khoản ngân hàng ngoại thương anh có 20 triệu đô la. Còn bất động sản thì có 2 khách sạn mỗi cái 50 phòng ở trung tâm Hà Nội, 16 sân tennis và 4 hồ bơi ở ngoại ô, 5.000 hecta rừng trồng ở Vĩnh Phúc và Thái Nguyên. Đất thổ cư Bắc có tổng cộng hơn 5 hecta đất xây dựng, nhà đã có giấy tờ và hơn chục hecta chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng, rải rác ở các huyện ngoại thành Hà Nội. Đây là thời của các doanh nhân. Thế nhưng nếu ít vốn thì doanh nhân phải bám vào nhà nước mà tìm cách moi khoét hoặc huy động vốn bằng cách lòe người ta trả lãi suất cao. Trước sau gì cũng hồi thù. Nếu trường vốn thì đúng là được chắp cánh. Người ta có thể làm giàu rất mau lẹ mà vẫn không phạm pháp miễn là trường vốn. Nhưng thử hỏi mấy ai tự nhiên có vốn lớn như Bắc. Trường hợp của anh nghĩ phải chăng là do trời, Phật hay là Chúa thương mẹ anh đã sai một người từ phương xa đến giúp. Phúc đức tài mẫu có thể đúng như thế chăng? Bởi thế càng giàu có, Bắc càng không nguôi nhớ thương mẹ và anh không một phút giây nào lơi là việc tìm cha. 20 năm sau giải phóng, ông Nguyễn Quỳ Hòa vẫn chưa hề hay biết mình còn có một người con trai, được đặt tên là Nguyễn Ngọc Bắc, viên ngọc của phương Bắc, trùng tên với thằng Kinh Bắc đã bị bom B-52 sát hại. Chuyện như huyền sử, cuộc kháng chiến 30 năm qua vì nước Việt Nam độc lập, dân chủ và giàu mạnh, có nhiều huyền sử lắm. Năm 1969 trên đường vào Nam chiến đấu, Đại úy Hòa bị viêm ruột dư dạng cấp, không mổ kịp thời nên nó bộc ra, gây nhiễm trùng khoang bụng. Đơn vị trong một chiếc xe chở Hòa quay trở ra tìm trạm quân y, xe bị lạc trong rừng. Khi tìm được binh trạm quyết thắng gần sân bay Tà Cơn, Khe Xanh, thì Hòa đã hôn mê, sốt cao, cận kề cái chết. Số phận đã xếp đặt cho ông gặp Ngô Thanh Việt, bác sĩ trẻ, chuyên khoa ngoại. Việt xinh đẹp, có mái tóc dài, quá đầu gối và đôi mắt đen lay láy. Việt là con gái Hà Nội. Con gái Hà Nội thường da trắng tóc dài, răng trắng và đều. Tốt nghiệp đại học loại ưu tú. Việt được ông giáo sư bác sĩ chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Việt Xô, nơi cô thực tập, nhận về làm việc. Nhưng Việt tình nguyện vào chiến trường, cô mổ cho Hòa và cứu sống ông. Hòa tỉnh dậy. Việt gặp tình yêu sét đánh. Cô trực tiếp chăm sóc ông. Hòa có sức khỏe hơn người. Chả mấy chốc ông lành vết mổ. Khi Hòa ăn uống được bình thường, Việt như con thiêu thân lao vào Hòa, không hề suy tính đắn đo. Trong một lần ân ái bên dòng suối dốc rách chảy giữa rừng, chim chóc và cả mấy chú sóc nâu như cũng ngừng bay.
ngừng truyền cành để chứng kiến hạnh phúc hai người. Thanh Việt nói với đại úy Hòa, nếu chúng mình có con, dù trai hay gái, em sẽ đặt tên con là Ngọc Bắc, viên ngọc phương Bắc, lúc nào cũng ngóng chờ anh ở phương Nam. Anh nhé. Nghe Việt nói thế, Hòa chỉ cười, em lãng mạn quá, lạc quan quá, giàu niềm tin quá. Chiến tranh ác liệt lắm em ơi, cổ lai chinh chiến kỳ nhân hồi, chắc gì anh còn sống, trở về mà em chờ. Những ý nghĩ của Hòa lúc này là tiêu cực. Biết thế nên Hòa không nói thành lời, sợ làm tổn thương tâm hồn trong sáng tuyệt vời của em yêu. Hòa thay những lời hứa hẹn bằng việc đắm đuối ngắm nhìn cô, vuốt ve cô và tiếp tục đưa cô vào cõi khoái lạc mê hồn, trùng trùng điệp điệp như dãy Trường Sơn. Họ gần nhau được đúng một tuần kể từ lúc Hòa ăn uống được bình thường, rồi có lệnh cho Hòa lên đường gấp. Chia tay, Việt có bầu, đúng như cô khát khao mong đợi. Đơn vị bắt cô làm bàn kiểm điểm, cô không làm. Bộ tứ lần lượt họp kiểm điểm 4 cuộc, cô bình thản chấp nhận kỷ luật, kiên quyết không nói ai là tác giả của đứa con trong bụng. Ngày 23 tháng 11 năm 1969, Việt sinh con trai, tự hào đặt tên con là Ngọc Bắc, Nguyễn Trần Thái, một người gốc thành Huế yêu Việt say đắm mà bấy lâu nay không dám hé môi. Thái chở cô sinh con rồi ngỏ đời. Thái là cán bộ của binh trạm quyết thắng. Anh đang là sinh viên năm thứ hai trường y thì bỏ học. Vô rờ, anh đã ở Trường Sơn được 7 năm. Việt chấp nhận kết hôn. Một tuần hương lửa đang nồng, Việt gần Hòa trôi qua mau lẹ như bóng câu qua cửa sổ. Sự quyến rũ quá lớn, tình cảm quá mãnh liệt và sâu nặng khiến hai người mụ mị đầu óc. Họ chỉ biết gần gũi nhau, dâng hiến chứ không nghĩ gì được xa hơn. Xa nhau rồi mới hoảng hồn, chưa ai kịp nói rõ địa chỉ của mình. Việt chưa hề nói số nhà của mình ở Hà Nội, cô cũng chỉ biết người đàn ông lý tưởng của cô tên là Hòa. Thứ ba, nhà ở Sài Gòn, cấp bậc đại úy, chỉ có bấy nhiêu thông tin do cô tự nhận ra. Huế giải phóng, rồi miền Nam giải phóng, Việt và Thái không có con, chất độc hóa học nhiễm vào máu Thái rồi. Việt về sống ở quê chồng, trong một chuyến đi công tác trị bệnh phát thuốc cho đồng bào A Sầu, A Lưới trước Tết Nguyên đán năm 1976, Việt trúng mìn bị trọng thương. Trước lúc tắt thở, Việt còn kịp nói cho chồng biết tên cha của Ngọc Bắc là Ba Hòa, đại úy, nhưng không biết là đơn vị nào. Thời ấy người ta giữ bí mật quân sự ghê lắm, chỉ nghe nói Hòa là quê gốc Sài Gòn. Nguyễn Ngọc Bắc được cha dượng coi như con trai. Những năm ấy đất nước khốn khó, người Huế đói ăn, thiếu thuốc, Nguyễn Trần Thái nằm viện liên miên. Bệnh càng ngày càng trầm trọng, năm 78 Tư Thái qua đời, ông bà ngoại của Bắc từ Hà Nội vào đón cháu ra thủ đô tiếp tục ăn học. Bắc học xong trung học nhưng anh không thi vào đại học, nhà ông bà ngoại cũng không khá giả gì, Bắc luôn luôn cảm thấy đói. Bắc theo lời rủ dê của bạn bè lên biên giới Lạng Sơn làm kiều vạn, lúc có tiền hứng chí học lái xe, chuyên lái xe thuê tuyến Hà Nội Lạng Sơn đánh hàng lậu. Rồi chủ xe bị bắt, Bắc học nấu phở là món ăn mà lúc nào Bắc cũng thèm. Anh bị bắt vì can tội vượt biên giới buôn lậu, bị nhốt rồi trốn trại, rồi bị bắt lần thứ hai vì tội chứa hàng lậu. Lần bị bắt thứ ba thì phải ra tòa vì can tội mở tiệm phở trá hình để chứa hàng lậu, phải nộp phạt hết sạch tranh tiền dành dụng được. Trắng tay, Bắc cố một xe Minsk của khách ăn phở rồi rông về Hà Nội. Chưa ra khỏi ải Chi Lăng thì bị tóm, vào trại cải tạo lao động mất chục ngày khổ như chó, chịu hết xiết, Bắc tìm cách báo tin cho ông bà ngoại. Ông bà ngoại phải lên Lạng Sơn, đem theo đủ loại giấy tờ của mẹ, của cha Bắc xin sò chạy trọt. Về Hà Nội, Bắc được ông bà lo cho một chân chạy taxi cho khách sạn quốc tế. Gần một năm lăn lộn kiếm sống ở cửa khẩu, Bắc biết thế nào là nỗi nhục của kẻ không nghề nghiệp, không bằng cấp. Bắc quyết chí làm người đàng hoàng, ban ngày chạy taxi, ban đêm Bắc học tiếng Anh và luyện thi đại học. Vốn sáng dạ, trong một năm, Bắc lấy bằng B Anh văn và học xong năm thứ nhất đại học tại chức. Đất nước đang tìm cách thoát khỏi đói nghèo. Trên các tờ báo xuất hiện loạt những bài, những việc cần làm ngay của tác giả NVL. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi Bác Hồ qua đời, có một vị lãnh đạo cao nhất đã viết công khai trên báo Đảng, vạch rõ những yếu kém trì trệ trong buồng máy và nhà nước, kêu gọi toàn đảng toàn dân cùng sát cánh chống tiêu cực, xóa bỏ cơ chế hành chính, quan liêu bao cấp. Đất nước bước vào công cuộc đổi mới, luật đầu tư nước ngoài ban hành tháng 12 năm 1987, những doanh nhân nước ngoài lục tục đến Việt Nam tìm cơ hội đầu tư. Vận may đã mỉm cười với Bác, đó là điều Bác nghiệm ra từ ngày trí thú làm ăn. Bác tiếc nghi tiếc ngút mấy năm bỏ học, nếu không thì giờ này Bác sắp thành ông cử rồi. Tuổi 20 của Bác căng tràn nhựa sống và cháy bỏng ước mơ. Nhiều đêm Bác chiêm bao thấy mẹ, mẹ gọi Bác đến ôm chầm lấy anh, cho anh ăn một lúc ba bát vở lò đúc, rồi đưa cho anh một bọc giấy hình chữ nhật. Bác mở ra, toàn tờ 100 đô la. Tỉnh dậy, anh không biết thế là điểm gì. Sau giấc chiêm bao ấy, Bác còn nhiều lần nằm mộng thấy mình trở thành một người giàu có, một thương gia tầm cỡ như Bill Gates. Cuộc đời có những cơ duyên lạ lùng.
Nguyễn Ngọc Bắc thật sự vào khúc ngoặt khi anh gặp Stephen Harris, người đàn ông 27 tuổi này. Vừa được thừa kế tài sản do cha để lại, đó là hãng hàng không Bắc Âu, một hãng tư nhân của Thụy Sĩ. Anh ta du lịch đến Hà Nội để biết cái đất nước từng đánh thắng mấy đế quốc to là như thế nào, đồng thời và chủ yếu là anh ta tìm cơ hội đầu tư. Ý định của Stephen là mở một đường bay trực tiếp từ Việt Nam qua Bắc Âu. Chính phủ Việt Nam nhiệt liệt ủng hộ dự án này, thế nhưng Hoa Kỳ đang siết chặt lệnh cấm vận chống Việt Nam, cho nên mọi thứ đều tắc. Thua keo này ta bày keo khác, Stephen biết hãng hàng không quốc gia Việt Nam đang rất cần thuê và mua máy bay hiện đại, liền xoay qua làm môi giới thuê mua máy bay. Stephen quá dành những kẽ hở trong luật pháp Hoa Kỳ. Bây giờ nếu có một công ty tư nhân nào của Việt Nam đứng ra thuê hoặc mua máy bay của hãng hàng không Bắc Âu thì Hoa Kỳ không có lý do gì để trừng phạt. Khổ nỗi là Việt Nam lúc này chưa thật sự mở cửa cho kinh tế tư nhân phát triển, làm sao kiếm ra một công ty tư nhân đây? Không kiếm được thì phải giúp cho người ta thành lập. Thế là Stephen nhớ đến anh chàng có bộ ngực to như võ sĩ cờ tạ, cặp chân dài, rất càng trai, tên là Nguyễn Ngọc Bắc, tài xế có tay lái lụa, lái chiếc Mercedes đen bóng, vẫn đưa đón mình mấy tuần đây. Chỉ trong vòng 2 tuần lễ sau khi Stephen tới Hà Nội, nhờ sự lanh lợi tháo vát của Bắc mà Stephen đã hiểu biết khá nhiều về người Việt Nam, về Hà Nội, về phong tục tập quán, văn hóa ẩm thực và đặc biệt là về thế giới ngầm của thủ đô. Trong con mắt Stephen thì Nguyễn Ngọc Bắc không chỉ đẹp trai mà còn là một người cực kỳ thông minh, sinh ra để làm doanh nhân, một doanh nhân tầm cỡ quốc tế. Bắc là một chàng trai mà ngay từ khi gặp lần đầu, Stephen đã phải lòng đắm đuối. Stephen là một gay, thuộc đồng tính ái dạng kín. Tuy vẫn có khả năng làm tình và sinh con với phụ nữ, nhưng thực ra trong con người Stephen, niềm đam mê gần gũi với con trai lớn hơn hẳn đam mê với người khác giới. Bắc là một chàng trai tơ, khỏe mạnh đẹp mã. Đã 2-3 lần Stephen tỏ rõ động thái thèm gần gũi Bắc. Thoạt đầu Bắc không hiểu, Bắc đem chuyện này dò hỏi những quái xế tạo đời. Trên cõi nhân gian bé xíu này, với đám quái xế thì chuyện gì mà họ không biết. Đến khi hiểu ra thì Bắc ghê sợ. Nhưng sự thông minh giúp Bắc khôn ngoan ra khi cần một thái độ ứng xử hợp lý. Bắc khéo léo lảng tránh. Trò đời, khi mình thích mà người ta càng tránh thì càng kích thích đam mê chinh phục. Stephen mê Bắc, đó là nguyên nhân có tính quyết định để Stephen chọn Bắc làm đối tác. Sau một chầu nhậu thật sum tụ ở Trà Cá Lã Vọng, Stephen bảo Bắc: "Anh rất thích em. Em biết không, khi anh bước vào con đường của doanh nhân, anh cũng chẳng tuổi em bây giờ. Cha anh giao lại cho anh tài sản nghiệp không to tát gì, nhưng ông đã tạo cho anh cơ hội để làm giàu. Ngay từ khi gặp em, anh đã nhận ra trong con người em có tố chất của một doanh nhân lớn. Vì thế anh muốn giúp cho em thành người giàu có nhất Hà Nội, nhất Việt Nam. Em nghĩ sao?" Stephen cao 1m85, mang quốc tịch Thụy Sĩ, cha là người Mỹ gốc Do Thái, mẹ là người Ý. Bác nhìn thẳng vào đôi mắt giống như mắt phượng, màu xanh biếc. Bác phải công nhận là Stephen có khuôn mặt rất đẹp, thân hình cũng rất chuẩn. Từ ngày quen nhau, Stephen thường kể chuyện đời mình cho bác nghe. Bác say sưa học tiếng Anh, học ngày học đêm, bất cứ lúc nào rảnh là bác học từ mới, luyện kỹ năng nghe nói. Có thể bác chưa hiểu thấu những lời Stephen nói, nhưng là người nhạy cảm, anh hiểu được những điều cơ bản và cảm nhận được tình cảm trong giọng nói, trong ánh mắt của Stephen, y như lời tâm sự của người yêu với người yêu. Nhờ thường xuyên tiếp xúc với khách ngoại quốc nên bác phát âm khá chuẩn. Bác hỏi: "Với điều kiện gì?" "Với điều kiện chỉ cần em là bạn thân của tôi." "Bạn thân, hiểu theo nghĩa đẹp nhất của từ bạn, ok?" Bác nhấn mạnh từ bạn thân. Stephen hướng đôi mắt xanh biếc của mình vào đôi mắt hai mí to, đuôi dài, đen láy của bác, giọng ngọt ngào: "Tôi thích em, người bạn thân thiết của tôi, ok?" "Vậy tôi phải làm gì?" "Em hãy thành lập một công ty. Một công ty trách nhiệm hữu hạn." "Mở công ty à? Buôn gì?" "Buôn máy bay." Bác nghĩ là Stephen đang giỡn mình. Nhưng không. Bộ mặt anh ta rất nghiêm trang. Không phải chuyện giỡn chơi, mà là chuyện làm ăn rồi. Chính phủ Việt Nam đang rất cần máy bay. Việt Nam Airlines quá ít máy bay. Toàn loại máy bay do Liên Xô chế tạo. Không hiện đại, không tiện nghi và đã quá già cỗi rồi. Không còn an toàn nữa. Việt Nam Airlines đang rất cần máy bay mới do các hãng máy bay hàng đầu thế giới sản xuất như Boeing, Airbus. Hoa Kỳ đang cấm vận. Không một hãng máy bay nào được phép bán máy bay cho nhà nước Việt Nam, kể cả cho thuê. Nhưng nếu có một công ty tư nhân Việt Nam làm đại lý cho hãng máy bay Bắc Âu của anh, thì có thể lách được. Anh sẽ giúp em mở công ty. Chi phí bao nhiêu, anh lo trọn gói. Vấn đề là em có lo được thủ tục hay không? Bác nghĩ ngay tới ông ngoại, một nhà giáo đã về hưu, 85 tuổi rồi. Chắc chắn ông ngoại sẽ có người quen. Nếu không thì cứ đi theo con đường của thế giới ngầm Hà Nội. Có phong bao là chắc như đinh đóng cột. Cả nước người ta đưa và nhận phong bao cơ mà.
Tôi nghĩ là khó mấy thì cũng làm được. 2 tháng sau, đích thân một chuyên viên cao cấp của một bộ quan trọng đến gặp bác. Ông chuyên viên nói rằng cấp trên đang nghiên cứu đề án thành lập công ty thuê mua máy bay của bác. Phải công nhận rằng ông chuyên viên là con người nhiệt tình. Ông đã nhận lời là làm đến nơi, đến chốn. Ông không phụ lòng của bác. Kế đó là những ngày bác đi ra đi vô văn phòng chính phủ như đi chợ. Thông qua ông chuyên viên, bác quen khá nhiều quan chức ở SCCI, ở Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Hãng hàng không quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính và nhiều cơ quan ban ngành khác. Và một ngày đầu xuân năm 1989, công ty trách nhiệm hữu hạn toàn cầu chuyên môi giới thuê và mua máy bay ra đời. Theo chỉ đạo của cấp trên, trong ngày khai trương, bác không mời giới thông tin đại chúng một cách ầm ĩ, ngoại trừ một phóng viên thông tấn xã và một phóng viên của tờ Việt Nam Investment Review. Cấp trên chỉ muốn loan tin này ra nước ngoài, và như thế, 2 phóng viên ấy là đủ. Việt Nam Investment Review là cơ quan ngôn luận của SCCI, nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phát hành bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Ấn bản tiếng Việt có tên Việt Nam Đầu tư nước ngoài. Sau năm 1995, đổi là Đầu tư. Năm 2000, có thêm tờ Đầu tư chứng khoán. Công ty trách nhiệm hữu hạn toàn cầu có tên giao dịch tiếng Anh là GlobalCo.ltd, đặt văn phòng trên con đường đẹp và thơ mộng vào loại nhất Hà Nội, đường Nguyễn Du, con đường của hương hoa sữa, những cây hoa sữa soi bóng xuống hồ Thiền Quang. Những năm 1989-1990, giá nhà đất ở Hà Nội chưa lên cơn sốt, Seven chuyển vào tài khoản của công ty Bắc số tiền khá lớn, đủ để cho Bắc làm mọi việc. Bắc vừa mừng vừa lo, mừng vì tự dưng có một người lạ hoắc lạ hua đứng ra giúp mình tận lực, lo vì không biết phải làm ăn ra sao, nếu không thành công, biết lấy gì trả nợ cho Stephen. Biết tâm trạng của bác, Stephen bảo, coi như tiền nhàn rỗi, anh gửi vào tài khoản của em. Sau này nên làm ra, giàu có thì trả, khó khăn thì khỏi. Với số tiền do Stephen tài trợ, bác mua đứt ngôi biệt thự quay mặt ra hồ, xây từ thời Pháp. Từ sau tháng 10 năm 1955, nhà nước chia cho 3 gia đình cán bộ ở, nay đã xuống cấp trầm trọng. Bác phục hồi ngôi biệt thự, giữ nguyên vẹn lối kiến trúc điển hình của nhà Tây. Xung quanh nhà có thảm cỏ xanh, trồng nhiều cây cọ dầu, xen kẽ những bụi chuối kiểng, cau kiểng. Một bụi trúc thân thẳng vòm rộng ở cạnh cổng chính. Ngôi biệt thự xây dựng từ trước năm 1940, nay phục hồi, vẫn không lỗi thời. Bác cho nâng cấp và trang bị nội thất như một tòa nhà hiện đại. Tầng trệt có phòng khách rộng 30m², 3 phòng làm việc. Trên lầu có phòng ngủ, phòng làm việc riêng của bác và phòng ngăn. Khoảng sân lộ thiên hình bán nguyệt nhìn xuống hồ Thiền Quang, rộng 30m². Bác cho treo rất nhiều phong lan quý, kê những bộ bàn ghế bằng đá cẩm thạch. Nắng mưa có rủ tre, trời đẹp thì xếp rủ lại. Nơi đây khi cần tổ chức dạ tiệc thì thật tuyệt. Bác lái chiếc Toyota Crown màu sữa về nhà đón ông bà ngoại đến ở nhà mới. Căn hộ cũ để lại cho cậu ruột của bác sử dụng. Rời căn hộ tập thể chật chội, nghĩa là rời xa biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui của một thời đói khổ, luôn luôn thèm ăn, luôn luôn nghĩ đến việc làm sao có gạo thổi cơm. Ông bà ngoại mừng cho bác, bắt đầu tự hào về đứa cháu ngoại. Tuổi cao hay nghĩ chuyện cũ, cả hai đang vui mà lòng quặn thắt nhớ đứa con gái đẹp nết đẹp người nhưng vắn số. Cả hai cùng khóc khi đi xem nhà cháu bác mới mua. Thế này mới đáng gọi là nhà chứ. Thời thế tạo anh hùng. Quả đúng như vậy. Nếu như Việt Nam không bị Mỹ cấm vận, không có nhu cầu mua và thuê máy bay, thì Seven chắc chẳng bao giờ đến xứ này. Nếu như Việt Nam không bước vào công cuộc đổi mới, thì bác chắc chắn suốt đời sẽ chỉ là anh tài xế quen, luôn luôn thấy thiếu, thấy thèm đủ thứ. Thời thế đưa đẩy người ta đến những bến bờ mà ngay cả người trong cuộc cũng không thể nào hình dung ra được, không thể nào tin được. Bác gặp hết may mắn này đến may mắn khác. Ngay sau khi khai trương công ty toàn cầu, bác nhận được đơn đặt hàng thuê ướt 4 chiếc Airbus 320, mua 2 chiếc Boeing 747 cùng 4 máy bay loại dưới 60 chỗ ngồi. Công ty Bắc Âu của Stephen trở thành công ty tư vấn môi giới cho toàn cầu, tất nhiên là hoa hồng chi cho bác rất lớn. Thuê ướt tức là thuê máy bay, thuê cả tổ lái và bên cho thuê đảm bảo dịch vụ bảo hành sửa chữa máy bay định kỳ. Bác trở thành nhân vật quan trọng, được rất nhiều người biết tới. Mới ngày nào còn làm kiểu vạn Lạng Sơn, lúc nào miệng cũng thèm ăn, mà bây giờ anh bay đi Mỹ, đi Pháp, Thụy Sĩ, dễ hơn cả đi uống bia hơi cổ tân. Tài khoản của anh tại ngân hàng ngoại thương đã có con số trên 5 triệu đô la Mỹ. Mỹ tiếp tục cấm vận chống Việt Nam, bác làm tiếp vài phi vụ nữa, mua và thuê máy bay, nhập thiết bị cho đài kiểm soát không lưu. Lúc này tài khoản ngoại tệ của anh tiến tới gần con số 10 triệu đô la. Sốt đất, anh tung tiền mua nhà, đất, quay vòng nhanh đến chóng mặt, thời thế tạo tỷ phú, khó mà tưởng tượng ra nổi.
Đánh hơi được tin chính phủ Bill Clinton của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ chuẩn bị dỡ bỏ lệnh cấm vận chống Việt Nam, Bắc quyết định nhanh chóng chuyển hướng kinh doanh. Lúc này anh đã tranh thủ mua được nhiều nhà và đất. Anh vừa khánh thành đưa vào kinh doanh một khách sạn tương đương 4 sao và đang xây dựng cùng lúc hai khách sạn mini ngay tại trung tâm Hà Nội. Bác đầu tư mạnh vào lĩnh vực thể thao, du lịch sinh thái, sân tennis, hồ bơi, nhà tập luyện và thi đấu điền kinh, nhà hàng câu cá thư giãn. Anh xin thêm chức năng cho công ty. Tên công ty bây giờ là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Thương mại Hàng không, Xây dựng Địa ốc và Du lịch Toàn cầu. Bác càng phất, anh càng nhớ mẹ. Phải chăng giấc mơ năm trước đã thành hiện thực? Mẹ ơi, ước gì còn mẹ để con được phụng dưỡng mẹ. Đúng là mẹ vẫn dõi theo từng bước con đi, phải không mẹ? Đúng là mẹ sống khôn thác thiêng, đã phù hộ độ trì cho con cơ hội làm ăn. Con sẽ sống xứng đáng với tấm lòng của mẹ, mẹ ơi. Bác rất thương cha dượng Nguyễn Trần Thái. Ông đã hết lòng yêu thương mẹ, tận tâm nuôi dạy bác lớn khôn. Nhớ lại hình ảnh cha dượng trước khi qua đời, chỉ còn da bọc xương. Cha không ăn được gì trước khi chết, chết đói. Bác ân hận, lòng đau y như là mình có lỗi lớn với cha. Trước khi chết, Nguyễn Trần Thái nắm chặt bàn tay bé nhỏ của bác, nhìn bác rất lâu, rồi tiết lộ. Cha đẻ của con không phải là cha, mà là ba Hòa, quê Sài Gòn, đại úy, nhưng không biết tên đơn vị. Gặp má con tại binh trạm quyết thắng ở gần sân bay Tà Cơn. Tháng 2 năm 1969, hai người yêu nhau, tìm đến nhau sau khi ông Hòa cắt ruột thừa. Sau khi ông Hòa bình phục, họ bên nhau được một tuần. Bí mật ấy bác chôn chặt trong lòng chưa hề nói cho ai biết. Chỉ đến khi đã thành một đại gia của Hà Nội, quyết định vô nam bành trướng cơ đồ, anh mới lục từ đáy hòm lấy ra cuốn nhật ký của mẹ, làm hành trang nam tiến. Cuốn nhật ký ấy, anh đã nghiền ngẫm đến thuộc lòng. Tìm một sâu chìa khóa trong giỏ sách để mở cửa mà đôi khi toát mồ hôi vẫn không ra, nữa là đi tìm cha. Con đường Bắc vô Sài Gòn làm ăn đã khó, nhưng không khó bằng con đường đi tìm cha ruột. Đầu xuân năm 1994, trên đường vô Nam, bác tìm đến sân bay Tà Cơn trong Khe Xanh, dò hỏi về binh trạm quyết thắng. Không một ai ở đây hôm nay biết về người bác sĩ trẻ với mái tóc dài quá gối tên là Ngô Thanh Việt, và một ông đại úy có tên Ba Hòa. Trốn cũ như người xưa không còn ở đây. Bác dừng lại ở Huế hơn một tháng, xây mộ mẹ và cha dượng, xây nhà thờ cha mẹ trên nền nhà cũ, thăm và biếm mỗi gia đình trong họ cha dượng một sổ tiết kiệm, xây cho trường tiểu học Phù Đồng, nơi bác đã gắn bó tuổi ấu thơ, một dãy nhà gồm 6 phòng học. Anh không quên đi thăm tú khắp thành Huế. Một thời trẻ con chưa xa sống lại trong bác. Đêm ở Huế, bác xúc động quá, bật dậy làm thơ. Trong con người anh, kế thừa tố chất lãng mạn của cả cha và mẹ, những người có nội tâm đẹp và phong phú. Những doanh nhân trẻ thời nay rất khôn ngoan khi biết quy tụ xung quanh mình những chuyên gia kinh tế, chuyên gia về khoa học kỹ thuật, cũng như xã hội nhân văn. Bác học được điều đó khi Seven hướng dẫn anh đi thăm những công ty sừng sò tại Hoa Kỳ, Anh, Pháp. Hơn ai hết, anh biết mình hạn chế về sở học, kiến văn rất mỏng, kinh nghiệm trường đời chưa có gì. Nếu không có những người tài giỏi làm cố vấn, tham mưu, mách bảo đừng đi nước bước, thì anh sẽ chìm nghỉm trong cơ chế thị trường đang bùng phát. Sẽ không là cái đinh gì gì hết. Bằng tấm chân tình trọng thị, biết trân trọng những người thông minh, uyên bác, dày dạn kinh nghiệm, quen biết trên trường chính trị, có những người đang giữ trọng trách lớn. Ngay từ khi mới thành lập công ty, bác đã mời được 8 người từ Bắc chí Nam làm cộng tác viên. Đến khi anh vô Sài Gòn, hội đồng tư vấn ấy có 12 người, toàn những anh tài tộc Việt. Nhờ thế mà mới chân ướt chân ráo vào cắm chốt ở Sài Gòn, bác đã được phép khai hoang miền đất rộng gần 200 hectare ở bán đảo Thù Thanh, bên kia sông Sài Gòn. Vốn là vùng sình lầy toàn dừa nước và xú vẹt, anh cho tàu hút bùn thổi cát vào, đóng cửa sát mép sông, chống sói lở. Bác trở lại 3 mét tính từ mép sông, để cho bờ sông thông thoáng, không phạm luật. Mọi việc diễn ra xuôi chèo mát mái. Tại nội thành, bác mua được 20 căn nhà và 8 biệt thự, rồi quay vòng, lời bao nhiêu lại tiếp tục mua. Đến khi anh mua một ngôi nhà trệt xây theo lối biệt thự, nhưng xuống cấp trầm trọng ở quận 3, gần Dinh Độc Lập thì xảy ra cuộc tranh mua. Bác tính đập căn nhà này xây thành ngôi nhà 3 lầu, thiết kế hiện đại, vẫn giữ nguyên diện tích đất xung quanh nhà rộng 800 m² để làm sân vườn. Anh sẽ đặt trụ sở chính của công ty toàn cầu tại đây. Tiền cọc đặt rồi, hẹn 2 ngày sau trả hết tiền giao nhà, chủ nhà lật lọng trả lại tiền cọc, vì có người, mãi sau này bác mới biết chính là Ba Đào, biệt danh đại ca XO, chịu mua với giá cao hơn 5 cây vàng. Bác mê vị trí căn biệt thự, thuyết phục chủ nhà phải giao nhà, anh chịu trả với giá cao hơn 10 cây. Chủ nhà chịu giao, nhưng ông khách mua sau cũng đặt cọc rồi, đâm đơn kiện. Ba bên giằng co, sốt đất từng giờ, một tuần sau, bác thắng, mua được,
nhưng phải trả với giá cao hơn giá thỏa thuận ban đầu 30 cây. Thế là Thành oán thù. Chỉ một ngày sau khi nhận nhà, trên đường đi đến tiệm phở bà Kê, đại gia Bắc Kỳ bị người thua trong cuộc nói trên, đại ca XO, cho đàn em dạy cho một bài học. Bác cũng bập bẹ được mấy chiêu thức của phái Thiếu Lâm thời làm kiều vạn ở Lạng Sơn, nhờ thế mà chỉ bị thương nhẹ. Đúng là nhờ phước của mẹ nên bác thoát hiểm. Bác nghĩ sau này có con, thế nào cũng phải cho học võ cùng với học chữ, phải biết võ để tự vệ khi cần thiết. Thế rồi, bác phải thuê vệ sĩ và tuyển hẳn một luật sư làm cho mình. Thời đó hai thứ này còn quá mới mẻ. Văn phòng công ty toàn cầu tại Sài Gòn đăng báo tuyển nhân viên. Tiêu chuẩn bắt buộc đối với nhân viên trong công ty toàn cầu là ngoài bằng cấp chuyên môn, phải có ngoại hình chuẩn, tác phong lịch duyệt, giỏi ngoại ngữ và vi tính. Tất nhiên là lương cao. Toàn cầu cần một người thạo ngoại ngữ và giỏi kinh doanh để làm trợ lý giám đốc, một kế toán, một kỹ sư xây dựng, một luật sư và một tài xế. Người tài xế này bắt cấp tiền cho đi học võ nghệ, được chuyên gia tư vấn, bác ký hợp đồng với tập đoàn vệ sĩ Kim Thành, mướn một vệ sĩ thượng thặng, giỏi võ, lại giỏi cả lái xe. Vậy là bác có hai tài xế. Riêng chân trợ lý ta giám đốc hưởng mức lương khởi điểm 8 triệu một tháng. Thế nhưng mấy tháng sau, bác vẫn chưa kiếm được người vừa ý để làm công việc này. Bác đã nhận bằng cử nhân kinh tế, khoa quản trị kinh doanh doanh nghiệp. Còn tiếng Anh, bác vẫn buồn là chưa đủ trình độ để soạn thảo văn bản hợp đồng, chưa đọc được sách bản ngữ, chưa xem phim Mỹ trực tiếp, vẫn phải qua thuyết minh, chán phèo. Bác rất mê phim Mỹ, nhạc Anh Mỹ, anh dành ra mỗi ngày 2 giờ đồng hồ học tiếng Anh, không nhằm lấy bằng cấp, mà cốt để đọc được sách, xem phim, nghe nhạc, nói năng, đàm phán, ký kết làm ăn với đối tác nước ngoài. Thời buổi này có tiền rồi, thuê người khác mấy hồi, việc chi phải học cho khổ, là nhiều người nghĩ như thế, sống thế, bác cho như vậy là ươn hèn, lười biếng, nô lệ của đồng tiền, tri thức mới là điều quý nhất, chứ không phải tiền, tiền chỉ là phương tiện, nếu chỉ có tiền mà không có tri thức, dễ vô tù như chơi. Hội đồng tư vấn của anh gồm nhiều tiến sĩ thật, giáo sư thật, giúp anh rất nhiều. Anh ham đọc sách báo, nhất là những cuốn sách dịch của nước ngoài về thuật làm giàu, những tác phẩm nghiên cứu phân tích về thực trạng kinh tế xã hội của thế giới hiện đại, về tương lai học, về xu hướng một mái nhà chung của nhân loại. Tất nhiên, lúc rảnh bác ngốn khá nhiều tiểu thuyết. Văn học theo bác làm cho người ta sống nhân văn hơn, làm cho tâm hồn mềm mại non tơ, nhạy cảm hơn. Trong bối cảnh đất nước đang thu hút đầu tư nước ngoài, bác hiểu rằng khi hội tụ được vốn, được lực từ bên ngoài mà mình không đủ tầm để đối ứng thì vứt, trả tích sự gì, chỉ tổ cho nước ngoài bóp mũi. Xác định mình chỉ là doanh nhân mới vào nghề của một nước nhược tiểu, bác khao khát vươn lên tầm tư duy hiện đại. Có như vậy mới đối ứng nổi với thời thế, với những tri thức khoa học và nhân văn hiện đại. Những người sống, suy nghĩ và làm việc như bác bao giờ cũng lệch, mất cân bằng trong cuộc sống. Bác ít có thời giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Chính cái nhu cầu học nâng cao tiếng Anh của bác đã xui khiến nên chuyện bác gặp Ngọc Tiên. Một người bạn mới trong câu lạc bộ tiếng Anh của nhà văn hóa thanh niên giới thiệu bác với khả năng siêu việt về tiếng Anh, tiếng Nhật của Ngọc Tiên. Anh ta nói thêm. Nhưng mà nhân vật này cũng siêu về chuyện kia nữa. Cô rất đẹp, rất đa tình, rất mê tiền. Cô chỉ cần nhiều tiền là nhận lời. Ông phải coi chừng, nếu mất cảnh giác, thì cô ấy xỏ mũi như không. Từ ngày giàu có, Tiên càng khát khao tình dục. Ông Hoàng đã trở nên quá quen, Tiên lại cần sự mới lạ. Nhiều đêm trong vòng tay của Hoàng, Tiên vẫn nhớ đến thằng choai choai Tiên Thăng. Giá gì mỗi tuần gặp nó một cú cho đã đời, cho đáng tấm thân kiều diễm của mình như Tamura nhiều lần thốt lên. Không thành khế ước, nhưng qua cử chỉ và đôi lời thủ thị, Tamura hiểu rằng nếu đến Việt Nam, chỉ cần phun trước là sẽ được Tiên chiều. Mỗi lần như thế, tài khoản ngoại tệ của Tiên lại tăng thêm. Tiên không hề biết rằng lâu nay thằng Thăng vẫn kiếm cô, nó nhớ cô. Không một đứa con gái nào thay thế được cô về chuyện gối chăn. Bọn gái trẻ đàn ông phải chiều nó không biết về nghệ thuật chơi để chiều đàn ông. Với Tiên thì khác, đó là một sự quyến rũ trên cả tuyệt vời, đầy ma lực. Tiên xuất hiện trước Bắc lần đầu tiên vào một buổi sáng chủ nhật, khi người lái xe kiêm vệ sĩ về nhà nghỉ cuối tuần. Bắc vừa đi ăn phở thủ khoa Huân, về tới nhà đánh răng xong, thì con chó ngao học lên 3 tiếng trước khi Tiên nhấn chuông. Cô vào, con chó dí mõm vào người cô đánh hơi, khiến Tiên muốn thoát tim. Tiên mặc chiếc quần jean thun màu xanh và chiếc áo thun màu đen hở ngực, ôm khít tấm thân vệ nữ phương Đông. Mấy câu chào hỏi xã giao, bác hỏi uống gì, Tiên bảo giờ này chỉ xin nước lọc, nghĩa là giờ khác thì có thể bia rượu. Cả hai cùng xét nét nhau, tranh thủ mọi cơ hội để nhìn ngắm nhau. Tiên có đôi mắt như bỏ bùa mê bác. Buổi học thứ nhất kết thúc trong tiếng thở dài sau khi bác tiễn cô giáo về. Thèm khát. Bác đâu có biết Tiên cũng thở dài, Tiên cũng khát thèm.
Tiên đã điều nghiên khá kỹ đại gia Nguyễn Ngọc Bắc. Cô đã kịp set up trong đầu một chương trình quyến rũ Bắc. Vì tình, vì tiền. Không, vì cả hai, nhưng đảo ngược vị trí ấy. Người ta bảo đàn ông cho tình yêu để nhận tình dục, còn đàn bà thì cho tình dục để nhận tình yêu. Với Tiên thì khác hẳn, cho tình dục để nhận cả tiền lẫn tình dục. Trong đầu Tiên không có từ tình yêu. Tình yêu trong Tiên đã chết từ khi mới ra trường, đi tìm việc, bị tên Sở Khanh tốt mã giả Việt Kiều lừa một cú, hận thù đến chết khôn nguôi. Người mang nặng hận thù thì làm sao có tình yêu đích thực? Bỏ ra một chút tiền như đánh rơi để thưởng thức gái Sài Gòn xá gì, nhưng phải song phẳng, không có dây cà ra dây muống. Tỏ ra hiền thục tận tâm dạy cho ra dạy, nâng cao trình độ tiếng Anh một cách mau lẹ, thế nào đại gia này cũng phải dâng cả tiền lẫn tình, ít nhất thì cũng tình dục cho ta. Thời buổi thị trường, tư duy của người ta như vậy đó. Trời ơi là trời, cái thơm mộng của tình yêu đôi lứa, trời vứt đi đâu mất rồi. Chủ nhật kế tiếp, con chó ngao không còn học lên sủa 3 tiếng nữa, mà nó nhận ra hơi người quen của người đẹp. Nó đứng ngách mõm lên, thè lưỡi ra mà đã ngang tầm bộ ngực đầy căng nhựa sống của Tiên. Cái đuôi dài như đuôi ngựa của nó vẫy tíu tít, dường như con chó ngao cũng đang nuốt nước miếng vì bộ ngực ấy. Tiên vẫn mặc jean, nhưng không phải quần mà là váy túm. Trời ơi, những đường cong và xạ hương tỏa ra sức quyến rũ chết người. Bác ngây ra mất vài giây. Tại sao anh phải giấu cảm hứng của mình? Ô hay, cái gì trời ban cho thì phải biết tận hưởng chứ. Bác mặc quần sóc trắng, áo tôn trắng, giày trắng, hàng hiệu mua tại Thụy Sĩ để đi chơi tennis. Tiên nhìn như khoan vào cặp chân dài rắn chắc và bộ ngực vạm vỡ. Đóng kịch làm gì cho uổng phí, cả hai cũng biết tòng 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 nhau rồi, thành thừa càng đóng kịch, càng khôi hài. Nếu đã coi là chuyện trao đổi có thỏa thuận, coi là chuyện sinh hoạt, thì cái sự vui thú đú đờn cùng nhau khi hứng lên trong chốc lát, chả còn là vấn đề. Hôm nay, Tiên dạy Bắc một đoạn văn trích trong tiểu thuyết của một cây bút chuyên viết chuyện giải trí hình sự và chuyện kinh dị hiện đại tại Mỹ. Sách của nhà văn này 3-4 năm nay đang là đầu bảng bestseller. Đoạn văn được đưa ra phân tích cấu trúc câu nói về hai người, một nam một nữ, bị đắm tàu, trôi giạt vào một hòn đảo hoang. Người đàn ông đã hết lòng chăm sóc cô gái, trở thành chỗ dựa tinh thần cho người phụ nữ tồn tại giữa muôn trùng thử thách và giữ được niềm hy vọng trở về với gia đình, với quê hương. Cô gái chịu ơn người đàn ông vốn là một nhà công violon, lớn hơn cô đúng 10 tuổi, bự con, thân thể đẹp như Hedwig. Cô muốn trả ơn bằng việc hiến dâng thân thể còn vẹn nguyên trinh tiết của mình, đồng thời cũng là cách duy nhất để cô thỏa mãn nỗi khát khao. Suốt cả tháng trời, người đàn ông gần như vô cảm, từng chút một, khi thì ở dưới biển, khi thì trên đỉnh núi, lúc ở dưới thác nước, khi giữa rừng sâu hoang vu. Bằng những động tác gợi tình, cô gái kiên nhẫn và vô cùng khát khao khoái cảm đã đánh thức được giống đực trong người nhà công. Hơn thế nữa, cô chinh phục được trái tim nhà công, cô có cả tình yêu lẫn tình dục luôn luôn bốc lửa. Giọng Tiên phát âm tiếng Anh chẳng khác gì người London chính cống. Hơn thế nó còn ngọt và dư âm của nó cứ ngân nga, thánh thót trong lòng Bắc. Tiên phân tích từ gốc, từ nguyên và những biến thể của từ sex trong đoạn văn. Sex là danh từ chỉ giới, giống. Ví dụ, Tiên hỏi anh, What's sex your dog? Con chó của anh ta giống gì? Sex chỉ vấn đề sinh lý, vấn đề tình dục. Nhưng từ ngủ với nhau, chơi nhau lên giường, chuyện chăn gối, gian díu với nhau, hủ hóa với ai đó đều mang nội hàm từ sex. Tiên nhìn như xoáy vào vị trí đang vồng lên giữa hai đồi rắn căng của Bắc. Sex là danh từ chỉ sự hấp dẫn về thể chất lẫn nhau giữa hai người khác giới. Tiên nói những từ này mà mặt cô không hề biểu hiện gì của sự ngượng ngùng. Trái lại, ánh mắt và gương mặt ấy lúc này tràn đầy dâm đãng. Tiên ngừng nói, liếm cặp môi dày mọng đỏ, uống một hơi cạn ly nước lọc. Phòng học cũng chính là phòng làm việc của Bắc. Nó có bề ngang 5 mét, bề sâu 10 mét. Tại đây có một phần phòng là tiếp những khách VIP. Còn lại là bàn làm việc đa năng và bộ salon khổng lồ đặt mua trên mạng của một hãng nổi tiếng tại Australia. Chỉ riêng một ghế salon đơn, Tiên nghĩ đủ chỗ cho hai người như Bắc và Tiên. Cô đến bên Bắc, nghe anh đọc lại một lần nữa đoạn văn tả cảnh cô gái hướng dẫn cách làm tình cho người đàn ông, cảnh hai người ân ái với nhau. Cô đứng gần Bắc đến mức hai cái đầu gối nhỏ xinh xinh của cô sát kề cái đùi rậm lông của Bắc. Không biết từ lúc nào Bắc hướng thế ngồi quay ra và bộ ngực Tiên khiêu khích ngay trước mặt người đàn ông. Nó vào phòng ngày một nhanh hơn, như muốn nhảy tót ra khỏi lần áo tun mỏng manh kia. Tiên vội quá, hay là quên mà không mặc áo ngực, có lẽ để khoe vẻ đẹp và độ căng cứng của hai nhũ hoa. Từ trong chỗ sâu kín nhất của Tiên, dường như có những giọt mưa xuân đang rịn ra, nó nhanh chóng tỏa xạ hương, tạo thành cái thanh lực hút siêu mạnh, lôi tuột Bắc vào mê cung tình ái. Đêm chủ nhật quá ngắn ngủi, 12 giờ đêm, cô giáo mới mãn giờ dạy học. Ra về, ở bên kia đường,
Ai như thằng Thăng vừa đột ngột dừng xe dõi mắt sang. Có lẽ nào lại là nó. Tiếng nổ máy xe thì thằng Thăng đã vọt đi rồi. Đằng sau nó có một con mồi váy tốc lên, phơi cái hông và cặp giò non bấy. Tiên về rồi, bác dã rời trong niềm khoái hoạt chưa hề gặp bao giờ. Vào cuộc anh rất tỉnh, nhưng sau khi lâm trận, anh không còn là anh trước đó. Anh lao vào đá một mạch 11 hiệp trong vòng 14 giờ đồng hồ, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Nằm ngâm mình trong bồn nước nóng, nhấm nháp hương vị của sex symbol còn vương khắp phòng, bác vừa sướng vừa bắt đầu lo. Cứ đà này thì làm sao mà dạy, làm sao mà học? Có là đồ mộc thạch thì mới nói chuyện học và dạy trước một sắc đẹp dâm đãng ngùn ngụt như Hòa Diệm Sơn thế này. Tiên đúng là một biểu tượng tình dục. Người ta bảo những người có đời sống tình dục mãnh liệt như Tiên thường rất thông minh và trẻ lâu, càng ân ái với đàn ông khỏe mạnh, càng trẻ sung sức, do hút hết tinh lực của đàn ông. Từ Hy thấy hậu đời nhà Thanh Trung Hoa là một trong những người như thế. Ngọc Bắc quyết định chủ nhật tới khi gặp Tiên, anh sẽ đá trận cuối cùng rồi chia tay với Tiên. Anh vẫn học, nhưng là với một người khác. Nếu còn dây với Tiên, thân mà danh liệt là cái chắc, trà chóng thì trời. Đau khổ cho Bắc là anh nhận ra mình đang ngóng chờ cho cái ngày chủ nhật ấy tới nhanh. Anh đang nhớ, đang thèm, đang khát, đang đói. Sức quyến rũ của Tiên quả thật không có gì sánh được. Rõ là không may, hay là may, đối với Bắc. Cái chủ nhật mà anh mong chờ ấy, Tiên không tới. Cô đi Hoa Kỳ với Hoàng, chuyến đi gấp gáp. Chiều thứ bảy cô điện thoại cho Phương Nam, năn nỉ bạn sáng chủ nhật tới dạy thế cho mình. Tiên không thể ngờ đó là chuyến đi nước ngoài cuối cùng mà cô đi cùng với Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của Cõi Mê. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.